Thưa quý vị, bệnh glaucom là nguyên nhân gây mù lòa phổ biến thứ hai thế giới, chỉ sau đục thủy tinh thể. Bệnh thường xuất hiện ở người 40 tuổi trở lên. Tuy nhiên, gần đây, tại các bệnh viện chuyên khoa mắt vẫn ghi nhận một số trường hợp người trẻ mắc bệnh này. Ngoài yếu tố di truyền thì thói quen tự dùng thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid không có chỉ định của bác sĩ trong một thời gian dài cũng dẫn đến nguy cơ gây bệnh glaucom. Theo thống kê, bệnh nhân bị glaucom gốc mỡ có tiền sử tra corticoid tại mắt kéo dài chiếm 31,7-33,1%, trong đó số người trong lứa tuổi lao động từ 25-59 tuổi chiếm 63,1%. Để mà phát hiện sớm bệnh này, thường những người những yếu tố người có nguy cơ thì những người đã nói theo tuổi sẽ tăng theo tuổi nên đi tới khám định kỳ. Những bệnh nhân cận thị nặng, viễn thị, tiểu đường, những cái bệnh nhân mà dùng thuốc corticoid đó, thường lượng thuốc là để điều trị viêm khớp hoặc là tiểu đường đó, hoặc là có bị chấn thương bị mắt đó, thì nên đi tái khám để mà kiểm tra tình trạng mắt như thế nào. Thì thường để mà tầm soát sớm bệnh này đó, là những cái bệnh nhân mà những cái người bình thường chúng ta mà trên trước 40 tuổi ấy, nên tái khám đi kiểm tra mắt dù không bị bệnh trong 2-4 năm một lần, và từ 40-60 nên kiểm tra mắt trong hai năm mới một lần, và trên 60 nên mỗi năm kiểm tra mắt một lần và dù không bị bệnh. Tại Việt Nam, nhiều người chưa biết đến bệnh glaucom cho đến khi mắc bệnh. Chính vì không biết về căn bệnh này nên các triệu chứng ban đầu thường bị bỏ qua, khiến nhiều người đến bệnh viện trong tình trạng muộn, gây rất nhiều khó khăn trong quá trình điều trị.